Hey, hello các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại vườn quốc gia Nam Cát Tiên ha. Mình mới mua vé xong. Xe đi tới trễ quá, từ 10 giờ đi mà bây giờ là 3 giờ mấy rồi. Xe do không có kiếm được xe mà nó lên trực tiếp ở đây, khó ít cái giờ ít chuyến đó, lên Nam Cát Tiên. Nên mình cũng đặt một cái xe mà ở dạng xe khách thôi, chắc cũng được, nhưng mà cái người ta đưa đón liên tục á nên cái thời gian tới đây nó trễ. Cái vé vào cổng Nam Cát Tiên này là 60.000 một người ha, là bao gồm vé là bước qua phà luôn á, vé là bao gồm tiền qua phà luôn rồi. Sao mình là cái khu cái cổng thông tin và cái nơi bán vé luôn. Mà lúc về thì mình cứ xin số điện thoại của chị ngoài đây đi. Thì cái chị đó sẽ đặt xe giùm mình. Xe thì cứ một tí nó có một chuyến, nhưng mà giờ cuối cùng sẽ là 3 giờ chiều. Mọi người đi gần đó có gì mua. Cái này Đây. thì bôi dày thôi. Này cho xịt xịt quần áo. Lấy thêm loại này nữa. Vô gần nhớ Sang mua đây là thuốc qua chống đây vắt mua chống để mũi đi nha. dùng tối cho nó tốt nhất. Cái này loại chống Ừ, chống cả vắt cả muỗi thì mình xịt được quần áo được. Đây có lấy thêm lọ này nữa bôi vào giày này cho nó đảm bảo Tại giờ đang mùa mưa mùa mưa mà tối qua mưa to lắm. bây giờ mình bắt đầu bước vô chỗ này, là bây giờ mình phải qua bên phà ha. Là cái vé này mình mua 60.000 á, là nó đã bao gồm tiền qua phà đi về luôn rồi, cứ hỏi rồi. Giờ sẽ đi những phòng tụi mình có đặt phòng bên trong cái khu vườn quốc gia này luôn, chứ mình không có đặt phòng bên ngoài. Bạn có thể lên tìm thông tin ở trên mấy cái trang mạng á, những trang vườn quốc gia Cát Tiên luôn, nó có luôn. Rồi sau đó mình liên hệ. Tôi mới thuê chiếc xe đạp để đạp đi 30.000 một tiếng, thuê theo tiếng. Còn nếu muốn thuê viên nhà là 150.000 ngày, là mà tính 8 tiếng, 8 tiếng là 150.000. Đạp này thì mất thời gian một tí. Còn cái kia là nó mình mua tour luôn, mua nguyên một chiếc, như vậy á. Giá tùy cái tô, tùy tuyến đường mình đi nhưng mà nó sẽ nhanh hơn. Bây giờ trễ rồi, mình không có đi vô sâu quá được, 4:30 rồi. Đó, dự định là mình đi vô bên trong cái thác trời, nhưng mà ai ngờ giờ trà xe chở vô trễ quá, mình sẽ chở trễ quá nên cũng không giao được. Mỗi điểm khi điểm tham quan nó sẽ có những cái điểm dừng như vậy nè. Mình muốn tham quan á, đây nè, không phải ý là giới thiệu thôi nè, nó cái điểm tham quan sẽ ghi cho mình biết người ta đang ở đâu. Mình vô mình có thể tham quan được 3 điểm, số 1, số 2, số 3 là cây Tung Cổ Thụ, bằng lăng Năm Ngọn và cây Thiên Tới. Mình có thể để xe ngoài đây ha. Rồi sau đó mình sẽ đi hướng này vào theo cái bản đồ trên đây nó để chỉ dẫn. Nãy mình có mua cái tour coi thú đêm 300.000 hai người, thì giờ xuất phát là 6:20
Thì bây giờ mình phải tranh thủ đi coi dòng tí, do mình đến đây trễ quá. Vậy tranh thủ đi coi những cái mà gần trung tâm thôi, chứ không có thời gian mà đi mấy cái điểm xa xa. Wow. Gì? Ui, góc nữa kìa. Nhìn cây khổng lồ quá trời luôn, nhìn như hạt bé tiêu vậy. Không biết người ta có khắc chữ trên đây nữa. Bây giờ du khách này ai có số cái chữ K H ngoài này T A cái chữ gì đó nhìn không rõ. Mình đang ở gần bến cửu nha. Mới đạp được một đoạn thôi. Bây giờ mình vô tham quan cái gần bến cửu như thế nào. Mọi người tham quan thì cứ để xe vô những cái chỗ này ha. Đó. Mình để xe đây rồi. Rồi giờ mình đi vô. Như do hôm nay ngày thường á nên người ta không có bán nước. Đó. Đúng rồi. Thì hôm qua mưa lớn mà. Và mưa lớn nên đường nó hơi khó đi, xình lầy một tí. Mới vào nghe tiếng này. Chỗ này gọi là gà bến cự. Do giờ đang là mùa mưa á, nên hôm qua mới mưa, chừng mưa lớn xong ở đây trong gần nữa chứ hiểm mũi nhiều. Đứng tí nó buồn quá trời. Nghe tiếng ở đây qua wow. Thân nghe đã ghê. Giờ tụi mình đang chuẩn bị ra xe để coi thú đêm ha. Giờ 6:20 sao giờ xuất phát. Xe phía trước đang đứng đợi. Đây là xe lớn mình đi nè. Xe dùng để tham quan cả thú đêm. Ở Việt Nam có một số nơi ta có thể xem được, chẳng hạn Trung Quốc, nhưng mà nơi này là cái nơi mà chúng ta nuôi nhốt ở đó để xem. Thấy không? Thì hiểu như vậy, họ nuôi nó, còn nơi này là hoàn toàn không nhìn. Cũng yếu tố trong mắt thời tiết này là quan trọng lắm. Thứ hai nữa là cũng may mắn. Trong mấy ngày hôm nay ta có thể sẽ được bỏ tót, tuy nhiên chúng ta chưa đi được. Và cái điều quan trọng là các bạn không được bỏ xe, các bạn nhỏ này không để bỏ xe nha. Anh trẻ nhỏ nào đó thì có hồi gần xe ghế thì phải nuôi. Không được nhảy khỏi xe. Chúng ta bây giờ tụi hôm nay ra bên tay trái của mình là sông Đồng Nai. Chúng ta đi khoảng 6 km sau đó là các bạn nhớ lại. Rồi, chúc quý vị một lần đèn và chúc lái xe, chúc quý vị may mắn để xem được nhiều nhé, được không? Ta đi nha. Hôm nay Chạy. Không có to. Trời máy bay luôn. Cây chè. Ngay góc mình đi cây chè.
rồi xuống ăn đi. Đưa cái đầu lên đi. Chưa đưa cái đầu nó lên. Cả thấy cái sừng chút xíu. Đó. Nhìn lên trái xong cái đầu xuống. Mới coi xong thú đêm. Hôm nay không có nhiều thú lắm để coi à, tuần nay coi được đường ông một chú bò tót. Trời sắp mưa nữa rồi. Thôi thì kết thúc video của tối ngày hôm nay. Để xem mai bây giờ mình đi ăn. Đói bụng quá bây giờ. Sớm giờ chưa ăn gì nữa. Giờ tranh thủ ăn xong mình về nghỉ ngơi. Để sáng mai dậy sớm đi bầu sáu. Qua mới mưa xong nên thấy đạp xe sớm giờ không thấy ai đó. Chứ hôm qua mình đi lúc mà khoảng 4 giờ chiều hôm qua đạp á thì thấy đông lắm, người ta đạp ra quá trời. Bây giờ sáng sớm đạp chắc hôm qua do mưa nên người ta không có đạp xe đạp, đây người ta đi xe hơi vô, thuê xe chở vô nó nhanh hơn, đỡ mệt nữa. Từ nãy giờ ngã 2-3 lần luôn. Rong rêu. Có mấy cái nhựa hay sao? Mấy cái rong rêu quá trời luôn. Thì đường này đường nhựa, đổ nhựa mà. Trời mưa rong rêu á. Cuối cùng đến được cái đoạn đi bộ của bầu 6. Bầu 6 chứ. À, đây, sau lưng mình đây. Đạp xe đoạn rồi, bây giờ mới có kinh nghiệm. Là mốt thôi. Ai mà đến bầu 6 á thì tốt nhất thì thuê xe đi, thuê xe hơi đi vô đây đi, đường nó trơn lắm. Đạp tới đây mình đứng đi tiếp nữa ha, mà ở đây mình để xe đạp rồi mình đi cái lối này vô, nó có cái chỗ trắng ngang đó, mình đi vô này không cho đem xe đạp vô, không chạy xe máy vô ở đây, không đem xe đó, người ta làm một cái cây trắng ngang đây nè để tránh người ta đạp xe đạp vô đó. Mà phí tham quan bộ 6 là 250 nha. Mình đi vô. Vé nãy mình mua rồi. Bây giờ mình đi bước vô trong đây. Chắc là có thể là vô túi mới tới bên trong ta mới xuất vé. Từ khu vực trung tâm chỗ vừa ra cái tiền á, mình đạp xe đạp vô đây là khoảng 9-10 cây. Tính là cố gắng đạp nhanh á, mà đạp tới cái đoạn kia té mấy lần xong rồi hết dám đạp nhanh luôn. Đi từ từ, bây giờ là 9:05, hồi nãy 8 giờ cũng 8 giờ 5 tới 10 mình đạp vô đây. 9 km tới 10 km. Tới đây là mình sẽ đi bộ thêm 5 cây nữa. Sớm giờ thì không còn 4 người luôn. Giờ hôm nay thứ 3 trong tuần nên ít đoàn tham quan. Hôm qua tối cũng khá nhiều khách lẻ, người ta đi coi thú đêm, mà giờ này đi vô bầu 6 thì từ sớm giờ hai cho mình đi là không có một bóng người luôn, đạp xe đạp. Giờ tới cái đoạn đi bộ này cũng chưa thấy ai, không biết người ta có vô sớm từ lúc sớm không. Có nhiều người ta sẽ ở trong bầu 6 luôn, ở sâu vô bên trong luôn, ở trong đó có khách sạn. Tụi mình ở ngoài trung tâm thì đi vô này, bị con vắt nó bám. Giờ mình bị vắt nó bám người sợ quá lạnh sùng rồi, nguyên cái cây lớn quá trời lớn. Cái tung kìa, bự hơn cái cây hôm qua nữa. Hôm qua mình gặp cây rồi, hôm nay
cái cây này còn lớn hơn cái hôm qua nữa kìa. Ở đây nó có thông tin luôn nè, bản thông tin nè. Mấy cây này sống hơn khoảng 400 tuổi rồi. Cây này cao dữ. Cao quá. Bự nữa chứ. Trời. Nó cao hơn cây hôm qua gấp mấy lần hả? Ừ. Cái gấp 2 lần quá. Cái chuyện nó có con vắt nhỏ nhỏ ở đây nữa nha. Cái thân nó cũng mập hơn nữa. Trời. Mấy cây này nó có đặc điểm ha. Cái rễ nó dài mà nó phình to ra nhiều nhiều hướng. Ôi trời trời. Nhìn em bé xíu à. Giống như mấy cái nhân vật trong chuyện cổ tích đó. Mấy cái nào cũng bự bự á. Cái người nhỏ xíu à. Cái thân nó quá bự luôn á. Tưởng là cây hôm qua bự nhất rồi á. Hôm nay gặp cây còn bự hơn á. Wow. Cao dữ. Đấy. Cái góc nó mới là gây choáng ha. Nó to quá trời to. Nó dài ra bên kia nữa kìa. À, không bên kia mới nhiều đó. À, mình đang tới khúc đoạn giao nửa đường. Quay về đường chính. 2 cây 8, mất khoảng 45 phút. Lên bầu 6. Còn 2 cây 2 nữa. Đã ghi là còn 35 phút khoảng đó. Nãy giờ không thấy bạn chi dẫn. Tưởng đi hỏi đúng đường không nữa. Quay về nữa. Giờ nếu mà tổng cộng như vậy là nó mất khoảng 1 tiếng 20 phút. 1 tiếng 20 phút để đi vô bộ 6. Tôi có không ta? Quá không chắc. Mấy con luôn. Trời ơi dắt kìa. Đây là bóc nó ra đi. Đang bò trốn rồi, bò trốn rồi. Lấy thằng giấy, lấy thằng giấy. Anh khoan cử động nha. Rồi bà. Nào cũng hay ha. Trời ơi. Ghê vậy. Còn bên kia có không? Ê nó nằm ở dưới chân anh kìa. Bên đây nè. Bên đây. Cứ chạy máu như vậy ha. Mà không sao. Nó không có đau. Kiểu nãy thấy cảm giác hơi ngứa ngứa. Cái dở ra thấy 2 con. Cái mùa mưa này nhiều. Mấy con này quá. Những cái đoạn mà vô gần. Hết xong cái đoạn gần á. Có cái này nó hay ha. Mình đi tới đây là 10:33. Là 1 tiếng rưỡi. Gần 1 tiếng rưỡi. Đây đang có cái đoạn đi bộ bằng cầu. Cầu gỗ. Cũng dài lắm nha. Đang cầu gỗ này. Đi nãy bị con vắt cắn hồi nào cũng hay luôn. Nó bu bám lên trên cái chân mình hồi nào đó hay đâu. 3 con mà 2 con nó cắn hút máu rồi. Còn con đang nghe cái dài. Lúc nãy mình cảm giác hơi ngứa ngứa đi là mới phát hiện ra nó cắn mình. Mà lấy cái chai xịt hồi nãy xịt một phát là nó bung ra liền. Nó cuộn ra nó bung ra liền. Lên ơi, dưới có một anh chiến sĩ. Em đạp vô là khoảng tầm chắc tiếng. Đạp xe có 45 phút thôi, 50 phút. 45 phút. Tiếng mấy đó? Bây giờ nãy mình 9 giờ
9:10 mình đi. Giờ 10:40 bảy tiếng rưỡi. Giờ đi xuồng coi coi cá sấu. Rồi, có mẹ. Dạ. Ôi mặt lên trên. Đây. Đúng rồi. Dạ, để em lên ngồi. Ngồi ghế đây. Nó quay ngược người đâu. À quay ngược người. Em tưởng cái đầu bên kia. Chị cứ ngồi kiểu vậy đó. À vậy. Chị không chị ngồi giống quay, này quay quay ngược lại. Ờ đúng rồi. Cái con cá sấu đây à, nó cũng nhỏ rồi. Ủa anh lỡ té xuống rồi, cái con cá sấu xui à. Đó đó, bên đây. Đây đây đây. Đó. Đang thả bóng bóng đó không anh? À. Bún nó sốt bún. Qua hơn 15 phút lên trên thuyền, nhưng tụi cá sấu vẫn im hơi lặng tiếng. Chắc là giờ này tụi nó đã ăn no ngủ say rồi. Mấy anh chị chỉ xịt đó, dùng chai này. Xịt xung quanh mà xịt sát như này. Mình xịt vô, nó dày đặc nó bám, xịt xung quanh hết cái dài luôn. Đó, như vậy mấy con đó nó không bám lên. Đó. Tại vì nó đi dưới đất, nó sẽ bám lên dài mình. Mình xịt sát vô đây, thì nó sẽ không bám lên, chứ đừng có xịt tỏa ra quá, nó không có tác dụng. Mà cái chai này nha, xịt một cái là con đó nó chết liền. Rồi khi mình lỡ bám lên chân hay em đâu mình rồi mình xịt vô cái tay mình vậy nè. Rồi mình bắt bóp nó. Nó sẽ không có cắn được mình chết liền. Thì là mình từ bộ số mình đi ra lại cái này. Hôm nay không có đi, không may mắn lắm, không gặp được nhiều con cá sấu. Chỉ thấy nó từ xa bắt đầu nó thấy mình cái lặn xuống này. Nhúng cái đầu lên tí nó thở thôi. Mấy anh kia nói muốn đi phải đi thật là sớm, sáng sớm nó có thể nó lên bờ luôn. Đó đâu, nghỉ ngơi đó. Tại vì cá sấu nó kiếm ăn về đêm. Đó. Nãy có hai mấy người kia là người ta đi hướng dẫn viên dẫn vô đây á. Người ta tự đi từ lúc 4-5 giờ sáng rồi. Bắt đầu người ta di chuyển vài điểm rồi ta đi vô đây luôn. Đó. Thì người ta thấy cá sấu. Rồi tụi mình đi trễ quá. Tới đây cũng 10:30 rồi. Rồi tranh thủ giờ chưa. Tranh thủ đi lẹ đi ra ngoài kiệm. Nên nếu mà ai muốn tiết kiệm mà muốn có thể trải nghiệm tốt hơn á, thì nên một là đi sớm, thứ hai nên là mình hướng dẫn viên
ta sẽ đưa mình tới đây sớm hơn và đi xe nữa, không đi xe đạp. Mà có một đoạn vô đây đi bộ quá, bắt buộc phải đi bộ 5 km. Bây giờ chưa hai ở bây giờ mới có vài người đi vô, giờ này mình đi vô mới có, mình đi ra và mới có vài nhóm đi vô nha, chứ sớm mình đi nãy thời gian nãy, cái thời điểm nãy mình đi không có ai, là giống như cái nhóm sớm có 2 người à, với một anh hướng dẫn dẫn vô đây. Rồi giờ mình đi ra nè, mới có mấy nhóm đi vô nè.